Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa Kia Karen 2.0/2010, sản phẩm được sản xuất bởi công ty Dowon của Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó là 977011D100, mã phụ của nó là B30013-1700. Đấy, Comparison AC. Với cái dòng Kia Karen này thì nó có 1.6, 2.0, nó có đến 4 mã, nhưng mà cái mã 1D100 và 1D400 là rất hay sử dụng. Với cái mã sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em thì là lốc 17 của Dowon. Nhưng mà cái chân này, anh em lưu ý này, riêng cái chân của Karen nó cực kỳ là khác so với cái dòng của xe Nhật, là vẫn bắt vào với phần động cơ là 4 chân, 2 chân trên, 2 chân dưới, nhưng mà cái chân này nó sẽ xuyên qua thân. Đó, nó sẽ xuyên qua thân, xuyên qua mặt bích luôn. Cái chân của nó thì sẽ phía dưới nó sẽ đua vào. Đấy, anh em nhìn nhé, xịn của Dowon Hàn Quốc, Jaguar Line bản 5BK này. Đây là bung điện của nó, cổ của nó sẽ hơi đua ra một chút này. Đấy, đây là mặt hít của nó này. Đây là mặt hít của dòng này thì nó vẫn là dòng cao su. Đây, dập luôn, Dowon đấy. Đấy, Dowon. Đây là người ta khuyến cáo là áp cao lên đạt bao nhiêu PC và áp thấp là bao nhiêu PC. Ga thì sẽ là sử dụng ga 1/4, và dầu thì chúng ta sẽ sử dụng dầu, đây cũng sẽ sử dụng dầu 1/4 là chuẩn xác nhất. Đây là em vừa giới thiệu mặt bên này, phía đuôi và mặt bên này của lốc nha anh em nhé. Đấy, chúng ta cùng nhìn phía chân đó, em mặt bên này. Đây cái mặt bích của nó thì cũng là dạng mặt bích, chúng ta sẽ bắt 4 ốc vào trong chỗ mặt bích luôn. Đấy. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa Kia Karen máy xăng 2.0 2010 động cơ 2.0. Em cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm, hãy liên hệ theo số 0856727222. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.